Xin chào quý vị và các bạn. Bây giờ là bản tin giao thông an toàn ngày 26 tháng 9 của kênh VTC14. Mở đầu bản tin là thông tin về tình hình tai nạn giao thông xảy ra trên cả nước trong ngày hôm nay, 26 tháng 9, do Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt, Bộ Công an cung cấp. Theo số liệu cập nhật vào lúc 15 giờ 15 phút ngày hôm nay, ngày 26 tháng 9, toàn quốc đã xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 24 người. Trong đó, tai nạn đường bộ chiếm đa số, tai nạn đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người. Nhìn vào bảng số liệu trên có thể thấy, so với ngày hôm qua 25 tháng 9, số vụ tai nạn trong ngày hôm nay có giảm, song số người chết và bị thương đều tăng đáng kể, chứng tỏ mức độ nghiêm trọng của các vụ tai nạn gia tăng. Cũng trong ngày hôm nay, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra xử lý hơn 10.300 trường hợp vi phạm luật giao thông, trong đó tạm giữ 13 xe ô tô, 1.190 xe máy. Tiếp theo là một số tin vắn giao thông đáng chú ý. Để siết chặt quản lý chất lượng thiết bị giám sát hành trình hộp đen, Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải đang tăng cường các đợt kiểm tra đơn vị sản xuất và cung cấp thiết bị giám sát hành trình. Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải đã kiến nghị cần công khai danh tính các nhà cung cấp uy tín để các doanh nghiệp vận tải biết, đồng thời phân loại các đơn vị sản xuất hộp đen. Theo đó, đơn vị sản xuất cung cấp chưa chuẩn thì doanh nghiệp vận tải nên báo cáo thông tin lên Bộ Giao thông để có hướng xử lý. Hiện tại, Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu tất cả các sở giao thông vận tải địa phương phải báo cáo có bao nhiêu nhà cung cấp thiết bị hộp đen và giao cho sở theo dõi chính những nhà sản xuất này nhằm phân cấp quản lý, theo dõi. Hiện nay, hầu hết các phương tiện thuộc diện bắt buộc đã tiến hành lắp đặt thiết bị giám sát hành trình hộp đen. Tuy nhiên, có một thực tế, thiết bị giám sát hành trình hộp đen sau một thời gian đi vào hoạt động bộc lộ rất nhiều thiếu sót. Bộ Giao thông Vận tải vừa phát động thi đua nước rút và ký cam kết với các nhà thầu để thông xe đoạn còn lại của cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên vào ngày 31 tháng 12 năm 2013. Cụ thể, dự án có tổng chiều dài hơn 61 km với số vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng. Hơn 30 km đoạn qua địa phận Thái Nguyên đã thông xe và đưa vào khai thác từ tháng 7. Ban quản lý dự án 2, đại diện chủ đầu tư cho biết, tiến độ các gói thầu còn lại đã đạt hơn 80% khối lượng. Ban quản lý dự án 2 sẽ bố trí cán bộ thường trực 24/24 trên hiện trường để đôn đốc, giải quyết mọi vướng mắc cho nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết, cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên hoàn thành sẽ tăng cường năng lực giao thông cho quốc lộ 3 cũ đang quá tải, đồng thời góp phần thúc đẩy giao thương kinh tế xã hội giữa Hà Nội và Thái Nguyên và các tỉnh miền núi phía Bắc. Mới đây, đại diện hãng hàng không Vietjet Air cho biết, hãng này đã đặt mua 92 máy bay và thuê 8 chiếc Airbus 320. Tổng trị giá của đơn đặt hàng này lên tới 8,6 tỷ USD. Đơn đặt hàng này đảm bảo cho kế hoạch phát triển đội máy bay mới hiện đại trong khu vực, phục vụ kế hoạch xây dựng tập đoàn hàng không đa quốc gia của hãng. Vietjet Air là hãng hàng không của Việt Nam, được thành lập vào năm 2007. Bay chuyến đầu tiên vào tháng 12 năm 2011. Hiện hãng đang khai thác 8 máy bay Airbus đến 11 điểm tại Việt Nam và bay quốc tế đến Thái Lan. Nhằm hỗ trợ cho sự phát triển của ngành hàng không Việt Nam, hôm qua, Tổng lãnh sự quán Mỹ tại Việt Nam, Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam và Tổng công ty Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines đã ký quyết định tăng cường hợp tác hàng không. Đại diện Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam cho biết, Chính phủ Việt Nam đang ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng nói chung, trong đó có hạ tầng về hàng không. Hiện 21 sân bay trên cả nước, trong đó có 8 sân bay quốc tế, có tổng năng lực thông qua khoảng 54 triệu lượt khách trên một năm. Đại diện lãnh sự Mỹ tại Việt Nam cho biết, hai chính phủ đang có một mối quan hệ hợp tác phát triển năng động trong ngành hàng không. Đó là một quan hệ đối tác đã có được một thỏa thuận vận tải hàng không giữa hai nước. Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trong mấy ngày qua, đã làm cho các tuyến quốc lộ 14, quốc lộ 24, các đường tỉnh lộ do Sở Giao thông Vận tải Kon Tum quản lý bị sạt lở ta luy dương, ta luy âm, đất chảy tràn mặt đường làm lầy lội trơn trượt, gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông. Do đó, công tác được khắc phục rất khẩn trương. Cụ thể, để đảm bảo giao thông thông suốt, ngoài các lực lượng cứu hộ cứu nạn của chính quyền địa phương, còn phải kể đến những cán bộ công nhân viên đơn vị quản lý cung đường trực chiến 24/24 giờ. Tụi tôi là triển khai cái con người thường xuyên bám tuyến, công nhân 100% là bám tuyến, đảm bảo cái công tác thông tin báo cáo kịp thời, không để là ách tắc giao thông, và máy móc thiết bị sẵn sàng
ứng cứu lúc cần thiết. Ngay sau sạt lở do mưa lũ, lực lượng ứng cứu của hạt cũng đã có mặt, đồng thời điều xe máy ủi, máy xúc để kịp thời khắc phục sự cố. Bên cạnh đó, tại các điểm giao thông bị ngập nước, hạt phân công người túc trực tại hai đầu điểm ngập phối hợp cùng với chính quyền địa phương đảm bảo an toàn cho người dân. Ngoài những công nhân tại hạt quản lý quốc lộ 14C-40, nhiều công nhân tại các hạt quản lý các cung đường trên địa bàn tỉnh Kon Tum cũng đang ngày đêm trực chiến nhằm đảm bảo giao thông thông suốt trước những diễn biến mới có thể xảy ra. Trên cơ sở đề nghị của Bộ Giao thông Vận tải, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa đồng ý về nguyên tắc việc triển khai dự án nâng cấp đường Pháp Vân Cầu Rẽ lên thành đường có 6 làn xe theo hình thức BOT, xây dựng, kinh doanh, chuyển giao. Theo đó, việc nâng cấp tuyến đường này với 6 làn xe nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông tăng cao từ Hà Nội đến các tỉnh phía Nam, tăng hiệu quả lưu thông hàng hóa, đóng góp vào tiến trình phát triển kinh tế và tăng cường hợp tác quốc tế của Việt Nam. Quá trình triển khai sẽ chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 giữ nguyên hiện trạng, cải tạo toàn bộ chất dọc, mặt đường theo tiêu chuẩn đường cao tốc 4 làn xe, vận tốc thiết kế 100 km/h. Mặt bằng giai đoạn 1 nằm hoàn toàn trong diện tích đã được giải phóng trước đây, trừ vị trí các trạm thu phí. Giai đoạn 2 của dự án sẽ tiến hành giải phóng mặt bằng, mở rộng đường cao tốc thành 6 làn xe cơ giới và xây dựng đường gom song hành hai bên với quy mô đường cấp 6 đồng bằng. Dự kiến giai đoạn 1 sẽ thi công từ nay đến quý 4 năm 2014 và khai thác thu phí hoàn vốn từ quý 1 năm 2015. Sau một thời gian tạm lắng, hiện nay tình hình lấn chiếm vỉa hè, lòng lề đường để buôn bán kinh doanh trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh lại đang rộ lên, làm cho trật tự đô thị bị diễn biến rất phức tạp. Trước tình hình này, thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm chấn chỉnh và lập lại trật tự đô thị. Trong năm 2012, thành phố Hồ Chí Minh đã đăng ký 159 tuyến đường kiểu mẫu không xảy ra lấn chiếm vỉa hè. Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy một năm, ngay cả những tuyến đường mẫu này, tình trạng vỉa hè lòng đường thành điểm kinh doanh buôn bán diễn ra phổ biến như công viên Lê Thị Riêng, công viên Gia Định, bệnh viện Chợ Rẫy, các gara ô tô trên đường Lý Thái Tổ, v.v. và nhiều hàng quán tại các quận trung tâm gây ách tắc giao thông và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Theo Ban An toàn Giao thông thành phố, nguyên nhân của tình trạng trên là do chính quyền các địa phương chưa quan tâm đến đảm bảo thông thoáng lòng lề đường, công tác tuyên truyền chưa đúng đối tượng. Việc mạnh ai nấy làm, không tổ chức xử lý triệt để cũng là nguyên nhân khiến tình trạng trên tái diễn tràn lan. Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã nghiêm túc phê bình các địa phương để tái diễn tình trạng này. Theo đó, địa phương nào không giải tỏa được lòng đường vỉa hè, cuối năm, lãnh đạo của địa phương đó sẽ bị xử lý kỷ luật. Liên tục bị lập biên bản xử phạt hàng chục triệu đồng, nhưng nhà thầu chính và các nhà thầu phụ gói thầu số 9, dự án đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vẫn vi phạm trong việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Do đó, gói thầu này đã bị thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đình chỉ thi công. Gói thầu số 9 thuộc dự án đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây do nhà thầu là công ty xây dựng công trình giao thông 4 và các nhà thầu phụ là công ty cổ phần xây dựng công trình 475, công ty cổ phần xây dựng và đầu tư 492, công ty cổ phần xây dựng Tuấn Lộc và công ty liên hợp xây dựng Vạn Cường thi công. Trong quá trình thi công gói thầu số 9 tại khu vực đường vành đai phía Đông vừa được đưa vào khai thác cuối tháng 8 tại phường Phú Hữu, quận 9 thành phố Hồ Chí Minh, các nhà thầu thi công thường xuyên có những vi phạm như thi công không đủ rào chắn, biển báo, để vật liệu ngoài phạm vi công trình gây cản trở giao thông, thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ không có giấy phép thi công, lôi kéo bùn đất ra mặt đường mất vệ sinh. Việc tiếp tục thi công chỉ được thực hiện khi có quyết định giải tỏa đình chỉ thi công của thanh tra Sở Giao thông Vận tải thành phố sau khi đơn vị thi công khắc phục xong hậu quả vi phạm, có sự kiểm tra, xác nhận của chính quyền địa phương và đã chấp hành xong việc nộp phạt tất cả các quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Tiếp theo chương trình như thường lệ là lịch bay hàng không trong ngày. We'll be right back.
giờ là thời lượng dành cho chuyên mục câu chuyện giao thông. Thưa quý vị và các bạn, trong khoảng 2 năm qua, hàng trăm tỷ đồng Hà Nội đã được đầu tư cho thí điểm việc phân làn giao thông nhằm tăng khả năng thông xe và giảm xung đột giữa các dòng phương tiện trên một số tuyến phố ở Hà Nội. Tuy nhiên, đầu tư mạnh tay như vậy nhưng xem ra hiệu quả của nó lại đang được cho là như muối bỏ bể. Nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến giải phân làn đã xảy ra. Các phương tiện giao thông vẫn coi giải phân làn như không có, hay nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến giải phân làn đã xảy ra. Ghi nhận của nhóm phóng viên Giao thông An toàn. Đây là hình ảnh cách đây 2 năm khi Hà Nội thực hiện thí điểm phân làn đường trên tuyến phố Huế. Tình trạng lưu thông có thể nói là khá lộn xộn, mặc dù có sự xuất hiện của lực lượng chức năng. Và cũng tại tuyến đường này, giải phân cách hiện giờ đã được thay thế bằng vạch sơn kẻ đường. Nhưng tình hình giao thông xem ra vẫn không có gì thay đổi. Đương nhiên là nó có khá hơn, chứ còn về tổng thể thì cũng chưa giải quyết được vấn đề. Chưa giải quyết vấn đề gì vấn đề giao thông. Nhưng mà có sự phân làn đấy, nó cũng có cái nó bớt ùn tắc. Tôi nghĩ rằng là cái đó vẫn chưa tránh khỏi được. Vẫn tiếp tục có, bởi vì nó cái này nó là cả một quá trình ý thức của người giao thông nữa. Còn cơ quan tổ chức đưa lên sắp xếp hoặc quản lý nó chỉ đỡ được phần nào thôi, chứ còn để mà giải quyết được cái việc nó đi sai làn sai đường nó là cả vấn đề nhận thức của người giao thông và giao thông. Đó là cái tôi nghĩ là còn lâu dài mới có thể giải quyết được. Trong cuộc tiếp xúc cử tri quận Hai Bà Trưng mới đây của Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị, nhiều người dân đã cho rằng hiệu quả của giải phân cách không cao, nhiều vụ tai nạn liên quan đến giải phân cách này đã xảy ra. Cái con lươn con trạch kia phải bỏ đi, chứ còn đoạn có đoạn không rồi. Mà nhiều người đi người ta cũng vô ý lắm, không để ý. Va vào cái là xảy tai nạn thôi. Kỳ vọng của thành phố Hà Nội khi thực hiện phân tách dòng phương tiện là nhằm nâng cao ý thức của người dân đi đúng làn đường, giảm thiểu xung đột giao thông, tăng khả năng lưu thông. Tuy nhiên, dường như mục tiêu này vẫn không khả thi, đặc biệt trong giờ cao điểm. Tình trạng xe máy không tuân thủ làn đường của mình, đi lấn làn, sai làn, thậm chí còn cắt ngang đầu ô tô diễn ra khá phổ biến, làm giao thông càng thêm rối loạn. Trên thực tế thì những cái trục đường giao thông nào, những cái tuyến đường giao thông nào mà chúng ta đã có một cái cơ sở hạ tầng nó tương xứng thì chúng ta đã làm một cách rất là nghiêm khắc. Ví dụ như là trên đường vành đai 3 trên cao, chúng ta quy định là chỉ có ô tô được đi và xe máy không được đi. Các trường hợp xe máy đi lẫn vào đường ô tô thì bị xử lý. Và chúng ta cũng đã xử lý rất là nghiêm với các trường hợp mà cố tình vi phạm. Thế còn lại trong khu vực nội đô này thì tại sao chúng ta chưa xử lý một cách nó nghiêm khắc và triệt để như ở các khu vực, các tuyến đường như nói trên, là vì cái cơ sở hạ tầng của chúng ta nó chưa tương xứng. Có thể sơ kết sau 2 năm thí điểm phân tách luồng phương tiện ở Hà Nội bằng 5 chữ, bước đầu có hiệu quả. Tuy nhiên, với hàng trăm tỷ đồng tiền đầu tư, thời gian thí điểm cũng đã rất dài, thì dường như khái niệm phân làn phương tiện vẫn còn xa lạ với nhiều người tham gia giao thông. Bản tin Giao thông An toàn ngày 26 tháng 9 của kênh VTC14 xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào những bản tin tiếp theo.